Xin chào các bạn, mình là Tính đây, rất vui vì các bạn trở lại kênh thủ thuật hay và vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn một thủ thuật nhỏ, đó là làm sao để chuyển đổi cái hình ảnh thành văn bản. Thì như các bạn đã biết thì một số các cái trang báo hoặc là các cái tài liệu các bạn làm trên Excel hay là Word ấy, thì có cái văn bản rất là dài mà các bạn phải lấy toàn bộ cái văn bản đấy ra bằng cách đánh máy thì rất là lâu và mệt, mất thời gian. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách, một cái thủ thuật nhỏ để làm sao mà lấy toàn bộ cái đoạn văn bản đó ra ngoài mà không mất thời gian mà lại rất là tiện lợi. Ở đây thì mình đã có cái phần mềm này rồi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải nó về ở phần cuối video nhé. Cái này rất là đơn giản, các bạn có thể tải trên Google. Thì mình sẽ bật vào cái phần mềm và mình sẽ vào. Thì như các bạn thấy thì camera của mình đã được bật, camera của mình rất là mờ, cái điện thoại mình thì nó bị ám vàng, nhưng mà cũng không sao bởi vì nó vẫn có thể nhìn được một số các cái đấy. Thì các bạn bật nó vào thì các bạn chụp cái văn bản đấy, điện thoại nào càng nét thì chụp thì cái phần mềm nó làm việc này càng tốt. Đó, như các bạn thấy thì nó hiện là xin chờ, các bạn muốn đợi một chút thì nó sẽ hiện ra văn bản cho các bạn. Đó, thì các bạn có thể thấy thì ở đây thì nó đã hiện ra được một số các cái phần chữ, các bạn có thể copy cái phần này và chỉnh sửa nó đi ở đây. Và các bạn đã save, các bạn có thể chỉnh sửa ở đây những phần nào mình thấy chưa phù hợp thì các bạn chỉnh sửa nó lại so với văn bản gốc nhé. Như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian để đánh máy. Cái phần mềm này thì các bạn có thể quét được cái văn bản tiếng Anh. Văn bản tiếng Anh thì quét rất là tốt nha các bạn. Vì cái phần mềm này nó được viết trên tiếng Anh, tiếng Việt của mình thì nó không đúng phông chữ, cho nên là chữ nó, một số các chữ nó bị lòng lòng một chút. Thì mình sẽ chụp một đoạn tiếng Anh cho các bạn xem. Ok, như các bạn thấy thì mục tiếng Anh thì nó điền rất là tốt, nó chuyển đổi rất là tốt, sai từ rất là ít. Thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa nó bằng cách ấn vào đây chỉnh sửa lại những cái từ nào sai, thì các bạn ấn Save vào. Ok, thì video của mình xin chia sẻ tới đây thôi. Nếu bạn thấy hay bổ ích ấy, thì ấn nút like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.